Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với game vlog tiếp theo trên channel của mình và mình là Namat. Với mỗi lần hạ cánh trên chiến trường sinh tử PUBG, bạn sẽ nhanh chóng phải tìm kiếm cho mình những vũ khí tốt nhất hoặc chí ít là có thể sử dụng nhằm hạ gục kẻ thù cũng đang đi tìm cho mình điều tương tự. Để có được điều đó, ngoài việc thông thạo bản đồ, bạn sẽ cần rất nhiều những cái may mắn và thực lực của bạn chỉ thực sự được chứng minh ở giữa và cuối trận đấu mà thôi, khi mà tất cả đều đã đầy đủ trang bị vũ khí cần thiết. Mỗi người chơi trong số chúng ta đều có cho mình những khẩu súng yêu thích khác nhau, cách nâng cấp phụ kiện cũng khác nhau, nhưng có một điểm rất chung đó chính là các cái bộ súng được yêu thích và sử dụng thường xuyên nhất lại cực kỳ là giống nhau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ điểm qua các combo súng chính như thế, cùng các ưu nhược điểm riêng và những gợi ý về phụ kiện nên mang theo đến từ kinh nghiệm cá nhân của mình dành riêng cho từng trường hợp. Giờ thì hãy cùng mình khám phá ngay thôi nhá. Let's go! Nếu là một người thường xuyên theo dõi các giải đấu PUBG chuyên nghiệp, bạn sẽ thấy sự xuất hiện nhiều đến đáng sợ của bộ đôi này, dù là giải đấu cấp khu vực hay là tầm thế giới. M46 dù đã bị nerf đi rất nhiều từ sát thương cơ bản chỉ có 41, độ giật khó kiểm soát ở giai đoạn đầu khi chưa có phụ kiện, thế nhưng khi rơi vào tay các pro player thì đó lại là câu chuyện khác. Sở hữu tốc độ xả đạn tuyệt vời, M46 gây sát thương dồn đam per second vượt trội so với AKM, trong khi lại dễ dàng kiểm soát hơn hẳn so với Barrel M762. Thế nên M46 là lựa chọn số 1. Ở slot súng còn lại sẽ là một khẩu khiến cho anh em PUBG Mobile cảm thấy khá là khó chịu, đó chính là LR. Tuy nhiên ở bản PC lại khác, độ giật đơn mục tiêu thấp hơn SKS, sát thương lại lớn hơn, độ chính xác cao hơn sẽ giúp cho bạn hạ gục kẻ thù ngay ở mọi khoảng cách chỉ với 2 viên vào đầu. Đó chính là sự thực dụng đến đáng sợ nhưng cần thiết để nhanh chóng mang về lợi thế cho đội nhà với những pha KS mạng hay confirm siêu tốc. Thế nhưng trong chiến trường thông thường thì combo này cũng không được sử dụng một cách quá phổ biến do có nhiều lựa chọn khả dĩ hơn ngay phía sau trong video này. Chúng ta sẽ đến với bộ combo số 9 nhá. Trái ngược hoàn toàn với các pro laser, những chiến binh mới ưu tiên khả năng kiểm soát dễ dàng lên hàng đầu và một trong số đó chính là khẩu tiểu liên UMP45. Với các giải đấu PUBG Mobile do mình tổ chức thì combo này xuất hiện là rất nhiều. Đó chính là UMP45 đi kèm với K98, một khẩu súng có uy lực mạnh mẽ với khả năng one hit one kill nhưng lại đòi hỏi kỹ năng sử dụng là khá cao. Hiện tại ở bản gốc PC Steam, UMP45 đã chính thức ngang hàng sát thương với M46 và thậm chí áp đảo trong phạm vi 100m, khiến cho nó trở nên đáng sợ và hoàn toàn anh em có thể sử dụng như một vũ khí tấn công theo kiểu có bắt lùi. Vì dù sao thì UMP45 cũng vẫn chỉ tốt nhất với khả năng hit fire thần thánh của mình mà thôi, và lại còn bám vào đầu cũng không phải là sát thương cao nữa. Dễ tìm, dễ sở hữu, những gì bạn cần là những quả Molotov và nết để ngăn chặn cũng như là ép đối phương bắt buộc phải giao tranh ở tầm gần. Còn tầm xa, cứ rút ca ra mà vã thôi. Từ ngày ra mắt đến nay, Barrel M762 không hề làm anh em thất vọng với việc xoán ngôi khẩu súng vàng trong làng mù mắt của AKM. Với tốc độ xả đạn quá nhanh, chỉ đứng sau Groza, đã khiến cho độ giật dọc của Barrel trở nên cực kỳ khó chịu. Bạn thì nên sử dụng tay cầm đứng cùng với giảm giật hoặc flat hider cùng một đôi tay to khỏe và vững chắc để giao tranh ở tầm gần một cách tốt nhất. Khả năng sốc sát thương của Barrel gây ra là cực lớn, nhưng nếu như bắn lỗi thì khả năng gây sốc lên chính bản thân mình là tác dụng phụ của vũ khí này. M24 sẽ là khẩu sniper hiện đại đầy tốc độ phù hợp với Barrel. Dù rằng sát thương đã bị giảm đi đáng kể so với thời kỳ còn nằm trong thính, thế nhưng điều đó không khiến cho M24 hết bá đạo được đâu. Nếu là fan cuồng sức mạnh và uy lực, bạn sẽ thích AKM và dĩ nhiên là cả K98 nữa. Đây là bộ đôi đạn 7 được yêu thích nhất trong PUBG, mặc cho độ ổn định của AKM chưa bao giờ được đánh giá cao và độ giật cũng không hề dễ kiểm soát dành cho người mới chơi. Vẫn sẽ là các trang bị giảm giật từ ít đến nhiều như Flat Hider và Compensator. Băng đạn thay nhanh sẽ giúp cho bạn linh hoạt hơn trong những tình huống xử lý ở tầm gần. Do tốc độ xả đạn chỉ đạt là 600 viên trên phút, khiến cho AKM gặp nhiều bất lợi trước dòng SMG ở cái cự ly gần. Bù lại thì cặp đôi này rất mạnh ở tầm trung và xa. Với K98 dĩ nhiên, giảm thanh, flat hider và bullet loop sẽ là trang bị mặc định giúp cho bạn tránh bị lộ vị trí. Còn ống ngắm là do nhân phẩm của bạn quyết định.
Hai cái tên khiến cho anh em mới chơi nhầm lẫn nhiều nhất chính là M46 và M16A4, và đây cũng chính là combo để anh em sử dụng nhiều nhất trong PUBG PC thời kỳ đầu. Tốc độ táp cực kỳ tốt cùng sát thương cao hơn những khẩu súng sấy AR thông thường đã giúp cho M16A4 làm chủ được cuộc chơi, thậm chí là lấn át cả những khẩu súng sấy với các pha táp 17-19 click một giây của các cao thủ. Nhưng sau hàng tá lần bị nét tơi tả, M16A4 chính thức bị thất sủng, và dù có hỗ trợ thêm báng súng chiến thuật thì khẩu súng này cũng không thể nào trở lại như là ánh hào quang ngày xưa. Đi kèm với nó thường sẽ là M416 hoặc Skyline nhằm tạo thành một combo đạn xanh, tiết kiệm không gian ba lô được rất nhiều. Đây cũng là combo cơ động nhất khi mà M16 có thể đổi qua chế độ bắn chùm. Và trên mobile hiện tại thì M16 vẫn đang khá là bá đạo, nên việc được anh em sử dụng thường xuyên hơn đôi chút cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Không phải tự nhiên mà những pha lắc súng theo dạng AK-416 xuất hiện trên stream của mình, mà nguyên nhân chính là do sự bá đạo của bộ đôi AKM và M416 trong PUBG ở cự ly gần và chung. AKM sở hữu sát thương đơn lẻ tốt, và nếu cả hai cùng sấy vào đầu, AKM sẽ làm thịt kẻ thù là nhanh hơn. M4 lại rất ổn định để sấy cùng với ống ngắm cỡ lớn trong phạm vi 100m, và thậm chí bạn vẫn có thể đổi ngược lại để bắn M4 ở tầm gần và AK thay cho những khẩu súng trường thiện xạ với ống ngắm X6. Bộ đôi đa dụng, bá đạo, vạn người mê thế này mà không góp mặt trong top quả là hơi phí anh em nhỉ. Nếu bắn trong một đội 2 người trở lên, nhưng bạn vẫn thích dòng đạn 7.62 thì đây là combo dành cho bạn. AKM sẽ đảm nhận trọng trách tầm gần, trong khi SKS hay SLR sẽ giúp cho bạn gây được sát thương tầm xa tốt hơn. Với phiên bản mobile, người chơi sẽ lựa chọn SKS là chính xác, tuy nhiên với bản PC hay PC Lite thì lời khuyên là bạn nên sử dụng SLR. Lý do thì ở combo đầu video đã giải thích cực kỳ rõ ràng, đây cũng là một combo tốt cho những trận đấu thông thường, giải nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp. Nếu như không thích một bộ đôi cọc cạch như M416 và SLR, bạn có thể chọn Mini 14 cho vị trí súng bắn tỉa, và điều đó sẽ không làm bạn thất vọng. Dù phải bắn tới 3 viên vào đầu một thanh niên mũ 3 mới có thể hạ gục được hắn, nhưng tốc độ bắn nhanh và độ giật dễ chịu, chưa kể lượng đạn tối đa có thể lên tới 30 viên một băng và tiết kiệm diện tích ba lô khi sử dụng chung đạn với M416 sẽ giúp cho bạn mang thêm được nhiều nét và smoke hơn trong ba lô của mình. Ngoài ra, độ rớt đạn của Mini 14 thuộc hàng thấp nhất game do sơ tốc đầu nòng lên tới 990m/giây, giúp cho bạn có những pha bắn chính xác đến bất ngờ. Đây cũng là combo súng được sử dụng nhiều nhất trong giải đấu PUBG Global Championship 2019 vừa qua, với khả năng cơ động đến đáng sợ của mình, cũng như khả năng confirm và KS mạng của đối thủ là cực kỳ siêu tốc. Đây là một combo trong mơ của hầu hết anh em game thủ PUBG, tuy nhiên để có thể sở hữu lại không hề dễ dàng một chút nào cả. Lý do đơn giản là vì cả hai đều nằm trong thính và chỉ có cách đi lút thính mà thôi. Đã thế, tỷ lệ xuất hiện lại thấp, nên thường thì bạn sẽ chỉ có thể có được một trong hai vũ khí bá đạo này. MK14 là một khẩu súng trường thiện xạ DMR mạnh nhất PUBG, lại được bổ sung khả năng bắn liên thanh, khiến cho nó trở thành một cơn ác mộng với người đối diện và chính cả chủ sở hữu nếu như không cẩn thận trong pha sấy của mình. Vì MK14 chỉ có tối đa 20 viên qua băng đạn mở rộng, chỉ chưa tới 2 giây là bạn đã xả hết sạch số lượng đạn này, mà thậm chí là không trúng viên nào bởi độ giật khủng khiếp mà nó sở hữu. Những thứ mà bạn cần là chuẩn bị giảm giật DMR, băng đạn thêm, check pad và một tâm hồn đẹp để sẵn sàng đối mặt trong mọi tình huống có thể xảy ra. AWM thì thôi, có lẽ không cần phải nói thêm gì về cái độ bá đạo của khẩu súng này. Một viên trúng người auto knock với không giáp hoặc giáp 1, hay một viên trúng đầu bất chấp mũ cấp mấy đi nữa thì cũng sẽ tiễn đối thủ lên tiên, chính là khả năng đáng sợ của nó. Nhưng trong một vài khoảnh khắc khi đối thủ đang phun cây nước,
hắn có thể kịp hồi phục vào đúng lúc bạn vừa bắn và thoát chết trong gang tấc. Nhưng điều này là vô cùng hiếm hoi và chỉ có thể xác nhận thông qua phiên bản mobile cho đến thời điểm hiện tại. Vị trí số 2 là hoàn toàn xứng đáng thôi anh em nhỉ? Thế còn vị trí số 1 thì sao? Anh em đã đoán ra là ai và ai chưa nào? Nếu chưa, chúng ta sẽ đến ngay với cặp đôi số 1 rồi nhá. Không thể là một cái tên nào khác ở thời điểm hiện tại. M46 và K98 chính là hai cái tên được ưa chuộng nhất trong PUBG ở dòng súng mà chúng thuộc về và cũng chính là bộ đôi được anh em sử dụng nhiều nhất dù là phiên bản PUBG Mobile, PC hay PC Lite đi nữa. M4 mang trong mình một sự hoàn hảo của một vũ khí đa dụng, sấy tốt ở tầm gần và tới 100m thì bạn vẫn có thể sấy được chỉ với một cái Red Dot hoặc Holo. K98 dù không bá đạo được như M4, thế nhưng việc xuất hiện thường xuyên hơn so với M24 hay AWM đã giúp cho nó chiếm được cảm tình của phần đông game thủ, trở thành một trong những biểu tượng của PUBG ngay từ những ngày đầu tiên ra mắt. Với việc được ưa chuộng như vậy, lại bù trừ hỗ trợ cho nhau những cái điểm yếu, rõ ràng combo M46 Red Dot và K98KX8 là hoàn hảo. Phần còn lại sẽ do kỹ năng của chính bạn quyết định mà thôi. Kể từ ngày đầu tiên mua game và tập tành chơi cho đến nay, vũ khí mình yêu thích nhất vẫn là AKM cùng K98. Tuy nhiên đã có rất nhiều những sự thay đổi. PUBG cũng có meta, chỉ có điều nó không thay đổi chóng mặt như các tựa game khác và thường ổn định và chủ yếu thay đổi về mặt chiến thuật. Dần dần thì mình cũng phải làm quen với mọi vũ khí còn lại để nâng cao khả năng sống sót, nhưng khi được lựa chọn thì mình sẽ vẫn về với cái combo yêu thích nhất. Tin rằng thì anh em cũng sẽ như vậy. Không biết rằng đâu sẽ là combo mà anh em tin dùng nhất ở trong PUBG? Hãy cho mình biết bằng cách comment xuống ngay phía bên dưới video này và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận xem vì sao nó lại như vậy nhá. Nội dung game vlog số 50 đến đây là kết thúc rồi. Cho anh em một ngày tốt lành và đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trên channel của mình nhá. See ya!